Nhiều trị gia đạo đức giả, dối trá, bất tài đã đánh mất niềm tin đối với cộng đồng chúng ta. Đó là lý do tại sao niềm tin trở nên quan trọng đến như vậy. Là một chủ doanh nghiệp, luật sư và hai lần là ủy viên thành phố, đại diện và tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam, tôi đã học được rằng niềm tin không phải đến tự nhiên mà phải được xây dựng nên. Là đại diện của cộng đồng, tôi sẽ làm việc không ngừng để giá nhà trở nên hợp lý hơn, khu phố an toàn, tội phạm phải bị xử lý, giải quyết vấn đề vô gia cư và hệ thống giáo dục của chúng ta tiếp tục cải tiến. I am Jimmy Pham and I approve this message. Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ trên 30 năm qua. Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức giám đốc sở vệ sinh môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát, trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân, nay tiếp tục dấn thân tranh cử vào chức thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian duyệt xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần thay vì nhiều tháng. Với 8 năm phục vụ đắc lực trong vai trò phó thị trưởng, nghị viên, chủ tịch cộng đồng, chúng tôi đã thành công liên tiếp tổ chức diễn hành Tết trong 10 năm, dựng tượng Đức Thánh Trần, dựng tượng Vua Quang Trung, giúp nhiều đồng hương xin housing. Và trong tương lai có dự án xây dựng đài tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 để ghi nhớ nguồn gốc người Việt tị nạn cộng sản. Để có một thị trưởng người Mỹ gốc Việt, xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. Cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 rất quan trọng. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tranh đấu phục vụ cho cộng đồng người Việt suốt 20 năm qua. Nếu không giành chiến thắng lần này, chúng ta sẽ mất đi những thành quả hơn 49 năm xây dựng một cộng đồng lớn mạnh. Với đạo luật tưởng nhớ tháng Tư Đen, chương trình giảng dạy lịch sử chiến tranh Việt Nam, văn phòng phục vụ cộng đồng, hội trợ y tế miễn phí, hãy giữ tiếng nói của người Việt tại Hội đồng Giám sát quận Cam. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng như bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, chống tham nhũng, chống tăng thuế, chống lạm phát, tăng việc làm, hỗ trợ cơ sở thương mại, giải quyết vấn đề housing và homeless, mở lại văn phòng phục vụ cộng đồng, xây dựng trung tâm văn hóa. Hãy dồn phiếu cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào giám sát viên để tiếp tục những việc dở dang, bài trừ tệ nạn bè phái và bảo vệ đồng tiền thuế của người dân. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, giám sát viên, địa hạt 1, cột số 2. Được phục vụ trong quân đội là niềm tự hào lớn đối với luật sư Derek Trần, sinh ra và lớn lên tại đây. Nhưng ông luôn hãnh diện về nguồn gốc tiền nhân tị nạn cộng sản của gia đình ông. Tại Quốc hội, ông sẽ tranh đấu để tăng ngân sách cho địa hạt 45, bảo đảm an ninh công cộng, phát triển nền kinh tế, quyết tâm bảo vệ an sinh xã hội và Medicare, gác bỏ quan điểm chính trị riêng để phục vụ và phát triển đất nước. Xin quý đồng hương bầu cho luật sư Derek Trần vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 45. Xin cảm ơn quý đồng hương. Trân trọng kính thưa quý cử tri và quý cư dân thành phố Westminster, chúng tôi là Thành Đặng, con cháu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Hoa Kỳ. Được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và Hiệp hội Cứu hỏa chuyên nghiệp, chúng tôi ra ứng cử với một tấm lòng phục vụ, một tinh thần hợp tác để cùng tìm các giải pháp phát triển thành phố Westminster tươi sáng hơn. Xin dồn phiếu cho chúng tôi, Thành Đặng, vào chức nghị viên thành phố Westminster địa hạt 2, cột số 2. Xin chân thành cảm tạ. Chào quý vị, đó là chương trình trực diện TV. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2024. Và đây là một ngày rất đặc biệt của người Mỹ. Đó là ngày mà toàn quốc ở Hoa Kỳ gồm 50 tiểu bang sẽ bước vào ngày bỏ phiếu. Thì nói đến việc mà bầu cử tại Hoa Kỳ thì không phải là chỉ có ngày 5 tháng 11 người ta mới bắt đầu bỏ phiếu. Mà thật ra cái cuộc bỏ phiếu đã tiến hành trước rồi. Tức nghĩa là họ đã kéo dài cách đây khoảng chừng hơn 2 tuần. Và những cái lá phiếu bầu đã được phát ra.
Và những cái người dân Mỹ đó thì họ nhận những cái lá phiếu của mình và họ có thể bầu tại nhà, và sau đó thì họ dán, họ bỏ vào trong một cái bao thơ rất đặc biệt của cơ quan bầu cử. Họ đã gửi trước, trong đó có điền một số các cái thông tin cá nhân và ngay cả cái chữ ký của mình. Chữ ký của mình đã được ký ngay ngoài cái bì thư luôn. Và cái bì thư đó đó, người ta sẽ được gửi đến, bao thư đó được gửi đến cơ quan bầu cử, cơ quan kiểm phiếu. Và trước khi người ta xé cái bao thư mà có cái lá phiếu đó, thì người ta cũng kiểm tra coi cái chữ ký tên tuổi của mình nó có đúng với cái số đăng ký của cử tri hay không. Do đó thì người Mỹ đó họ làm một cách rất là đặc biệt như vậy. Chứ không phải là đến ngày 5 tháng 11, tức là ngày hôm nay, thì mọi người mới lao vào phòng phiếu để mà bỏ phiếu. Và nước Mỹ cũng quy định rất là rõ ràng, thường đó là tháng 11 và cái ngày thứ ba đó, thì cũng có tuần lễ đầu tiên, thì họ lấy cái ngày đó để mà chọn làm cái ngày bầu cử. Và tất cả các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, kể cả sơ bộ cũng vậy, diễn ra vào tháng 3 chẳng hạn, thì người ta cũng là lấy cái ngày thứ ba. Cho nên là ngày thứ ba là ngày làm việc. Chính vì vậy mà nhiều người lao động của Hoa Kỳ người ta không có nghỉ việc. Người ta không thể nào mà nghỉ một cái công ăn việc làm để mà lao vào để mà bỏ phiếu. Có người hỏi chúng tôi rằng là tại sao nước Mỹ không lấy ngày Chủ nhật hay là ngày thứ bảy cho nó dễ dàng, ai cũng được nghỉ hết, ai cũng có thể lao vào bỏ phiếu hết. Thì người ta nói là làm thực hiện cái quyền công dân. Quyền công dân, nhưng mà ngày thứ bảy Chủ nhật là ngày nghỉ của công dân. Ngày đó thì nhiều người họ lấy cái ngày nghỉ để mà họ thư giãn. Việc gì mà phải lao vào để mà đi bỏ phiếu rồi làm những cái việc mà liên quan đến công việc. Do đó thì, cho nên là cái cách suy nghĩ của mỗi nước chúng ta thấy có rất là khác nhau. Và chính vì cái điều đặc biệt của Hoa Kỳ đó, do đó thì sau khi mà cái phòng phiếu vừa đóng cửa thì người ta đã có một số các cái kết quả được đưa lên trước. Cụ thể là vì cái cách bỏ phiếu mà thông qua máy, ngay cả đến phòng phiếu thì nữa cũng có các cái máy để mà mình bầu ở trên máy. Và có thể bầu ở trên máy, có thể viết bằng cái lá phiếu gửi vào. Những cái lá phiếu gửi vào ngay tại ngày 5 tháng 11 thì người ta sẽ kiểm sau đó. Còn những cái lá phiếu mà bầu ở trên máy nó cũng sẽ có kết quả trực tiếp về cái trung tâm. Và ngay cả những cái lá phiếu mà được gửi trước đó, mấy ngày trước đây, thì người ta cũng sẽ tiến hành để mà kiểm phiếu. Cho nên là cái kết quả là sau khi mà đóng cái phòng phiếu khoảng chừng 8 giờ tối ở tại Hoa Kỳ, ở giờ ở miền Đông đó, thì rõ ràng là nước Mỹ đã có cái kết quả đầu tiên. Chính vì cái điều này, cho nên là hết ngày 5 tháng 11 năm 2024 này, nước Mỹ sẽ biết được là ai sẽ làm tổng thống của Hoa Kỳ, ai sẽ chiến thắng ở Hạ viện, ở Thượng viện, ai sẽ là thống đốc các cái bang mà tiến hành bầu cử lần này, cũng như là rất nhiều các cái vị trí khác. Những cái vị trí của thành phố, của quận hạt và những cái cơ quan liên quan đến cái việc mà phải bầu cử. Thì trở lại cái việc bầu cử lần này, phải nói là rất là lùm xùm, rất là ồn ào, rất là náo nhiệt. Đặc biệt là có sự trở lại của ông cựu tổng thống Donald Trump và tạo ra những sự tranh luận, tranh cãi hết sức dữ dội, mà chúng ta đã thấy rằng những người như là ông Donald Trump, như là bà Harris, đã phải đi vận động đến cái ngày cuối cùng. Rồi tối hôm qua thì chúng tôi cũng thấy rằng ngày hôm qua đó là ông Donald Trump, ngay cả bà Harris cũng đã phải ráo riết vận động. Và đối với cái cộng đồng người Việt đó, thì cộng đồng người Việt thì cũng chia ra làm hai, trong đó có một số thì ủng hộ cho đảng Dân Chủ, cho bà Harris, và có một số thì ủng hộ cho ông Donald Trump. Đây là cái chuyện mà các bạn đã thấy rất nhiều năm rồi, từ năm 2016 cho đến là cái 2020. Nó nổi bật năm 2020. Những cái phong trào ủng hộ ông Donald Trump và những cuộc tranh luận coi như là nảy lửa giữa bà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Và nó đã tạo ra một cái sự phân chia, nó tạo ra một sự chia rẽ rất nghiêm trọng trong cái cộng đồng. Và lần này nó cũng thế, quý vị. Nhưng mà có lẽ đối với chúng tôi thì chúng tôi chú ý nhiều hơn là các cuộc tranh cử của cái cộng đồng người Việt là nhiều hơn. Cộng đồng người Việt năm nay có khá nhiều người ra tranh cử ở nhiều cái vị trí khác nhau. Nhưng mà đặc biệt trong cái vùng Lý Đô Sài Gòn thì cái vị trí của ông Derek Trần và bà Michelle Steele có thể nói là nổi cộm nhất, là đáng chú ý nhất. Bởi vì
Đây là cái điều mà người ta khẳng định cái vị thế của người Việt Nam, khẳng định cái vị thế của cái cộng đồng Việt Nam, cái tiếng nói của người Việt như thế nào. Và cũng qua cái lần tranh cử lần này, cái vận động giữa hai người này đó, thì chúng ta mới thấy được rằng quá nhiều các cái quan chức của cả hai đảng, trong đó đảng Cộng Hòa thì họ cử đến là ông Mike Johnson, tức là một cái người mà chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ, để mà đến để mà ủng hộ bà Michelle Steele. Còn ở phía bên đảng Cộng Hòa thì có ông Hà Kim, cũng là một cái chức vụ tương đương với ông Mike Johnson bên đảng Cộng Hòa. Nghĩa là sao? Nghĩa là ông ta lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện. Và bên phía ông Derek Trần thì có thêm một sự nặng ký hơn, đó là ông cựu tổng thống Bill Clinton cũng đã đến và trực tiếp để mà vận động cho ông Derek Trần. Vận động và đến để mà thăm Lý Đô Sài Gòn, đi uống cà phê Việt Nam, rồi đi thăm các cái cơ sở thương mại và đi gõ cửa một số các cái nhà để mà xin phiếu cho ông Derek Trần, kêu gọi cái sự ủng hộ. Và cuối tuần vừa qua thì ở phía bên ông Derek Trần thì cũng có cái sự ủng hộ của đảng Dân Chủ, cụ thể là trong một cái tổ chức rất nhiều người và nhiều quan chức, nhiều kể cả thống đốc bang California, ông Newsom cũng đã xuống cái khu vực để mà vận động và cho những cái sự việc chung, mà trong đó thì chúng ta có thể sự tham dự, cái sự hưởng ứng và ngay cả cái việc mà đảng Dân Chủ đang một cái sự tập trung rất lớn cho những cái vị trí mà tranh cử, đặc biệt là trong cái khu vực này, đó là vị trí của Derek Trần. Chưa bao giờ một người Việt Nam, chưa bao giờ người Việt Nam mà có một cái khả năng, có một cái cơ may mà giành một cái chiến thắng. Và chiến thắng ngay cả một người rất kỳ cựu, một người có thể nói là trở thành là bố già hay là mẹ già, một cái người mà đã trở thành là rất kỳ cựu, bởi vì bà Michelle Steele đó đã làm trong chính trường rất nhiều năm và đã có một cái người chồng là ông Sean Steele. Ông Sean Steele được gọi là bố già của đảng Cộng Hòa ở California, đã từng là chủ tịch của đảng Cộng Hòa California và đã từng mệnh danh rằng là cái người thủ lĩnh cuối cùng, hay nói đúng hơn là đại bố già trong một cái nhóm dân cử mà dân cử gốc Việt. Trong đó kể ra là từ ông Trần Thái Văn, ông Tyler Diệp, ông Trí Tạ, rồi ông Nguyễn Quốc Lân, rồi hàng loạt những người khác nữa. Rất dữ dội quý vị, đây là một cái tảng băng, đây là một cái khối mà sức mạnh dữ dội, có thể nói là nó tạo ra, nó thống lĩnh một cái khu vực rất lớn. Và họ đã không thể nào đó mà dễ dàng để mà nhường cái địa vị thống trị của họ cho người khác. Nhưng mà tự nhiên có một cái người như là Derek Trần nổi lên, và cuối cùng thì đến ngày hôm nay chúng tôi có thể khẳng định được rằng là đồng hương, những người gốc Việt trong vùng rất ủng hộ Derek Trần. Mặc dù đó là có những cái lời qua tiếng lại, có những cái lời khen chê, có những cái người mà họ vì nhận tiền hoặc là họ vì lợi ích của nhóm mà họ công gỗ lên và họ đi bơm thổi cho bà Michelle Steele. Và họ đi để mà bỡ đỡ và một cái kêu gọi để mà bỏ phiếu cho một cái người gọi là ngoại nhân. Trong khi đó một cái con em của người Việt đang lao lên thì họ lại chà đạp, họ lại đặt ra nhiều cái nghi ngờ, họ tung ra những cái tin mà gọi là tin vịt, những cái tin mà làm lập lờ đánh lận con len, những cái tin mà trong đó có cả những cái tin giả nữa. Để chi? Để những cái giờ cuối cùng đó, Hồng lung lạc, Hồng làm trao đảo những cái sự quyết định cuối cùng của các cử tri. Đó là cái điều, một cái chiêu trò mà tranh cử ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng chính vì vậy người ta nói mà cái tranh cử đó và cái chính trị đó, nó dơ bẩn hoặc là nó có những cái điều mà gọi là thủ đoạn đó, là nó như vậy. Thì liên quan tới cái cuộc bầu cử này thì chúng ta mới thấy được rằng bà Michelle Steele đang đứng giữa một cái tâm bão kinh khủng, đó là tâm bão trong một cái đại án tham nhũng kinh thiên động địa và nó làm rung lắc cả cái Lý Đô Sài Gòn. Và nó làm chấn động, có thể nói rằng nó làm chấn động cả một cái cộng đồng người Việt ở Nam California. Và chẳng những như vậy mà nó còn gây ra một sự xấu hổ lây cho các cái cộng đồng người Việt ở trên toàn thế giới. Bởi vì sao? Một cái người gọi là con em, một cái người mà trước đây mà cũng cộng đồng này tung hô lên rất là nhiều, và một cái nhân vật trong đảng Cộng Hòa cũng được bơm thổi rất là dữ dội,
và thậm chí là còn nói là có thể là cao, bay cao hơn nữa. Đó là ông Anduido. Nhưng mà cuối cùng thì ông Anduido thì như thế nào? Đã phải cúi đầu nhận tội trước phiên tòa. Và bây giờ chỉ chờ ngài để mà nhận cái phán quyết thôi. Phán quyết bằng một cái bản án như thế nào. Và trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy là báo chí ở tại Hoa Kỳ cũng đã phanh phui ra một cái vụ việc liên quan đến bà Michelle Steele. Bà Michelle Steele đó có thể nói rằng bà Michelle Steele là ai quý vị? Đây là cái bà Michelle Steele. Bà Michelle Steele là cái người phụ nữ này. Michelle Steele thì bà phụ nữ này trước đây là làm giám sát viên cùng thời với ông Anduido. Và bà ta đó có thể nói rằng đã bị báo chí ở tại Hoa Kỳ phanh phui là có liên quan đến cái việc mà chi một cái số tiền không minh bạch. Chi một cái số tiền 1 triệu 2 Mỹ Kim cho một cái công ty, đó là một cái công ty mà chuyên môn bán, chuyên môn lo về vấn đề mà in ấn, không phải là một cái công ty liên quan đến cái vấn đề một cái công ty in ấn quý vị, chứ không phải là một cái công ty mà chuyên cung cấp về thức ăn. Nhưng mà bà ta lại lấy 1,2 triệu đó để mà giao cho một cái công ty. Thì cuối cùng chúng ta mới thấy được rằng cái công ty đó họ lại đi nhờ những cái cửa hàng khác để mà giao. Đây là một cái công ty mang tên là DTN Tech. Đây là cái điều mà rất là đặc biệt. Đây là một cái công ty in ấn nha quý vị. Đây chúng tôi cũng có một cái hình, những cái, đây là những cái banner, những cái hình ảnh đó. Mà chính là ông Anduido. Bà Michelle Steele cũng là cái người mà sử dụng cái công ty gọi là DTN Tech này để mà cái in ấn tất cả các cái giấy tờ, các cái tài liệu và đặc biệt là những cái giấy tờ, những flyer, những cái tờ rơi, những cái tờ truyền đơn để mà vận động tranh cử cho bản thân mình, bà Michelle Steele. Và ngay cả ông Anduido nữa. Đây quý vị thấy có rõ ràng là Anduido đây 2024 Tết Festival là banner English. Thì đây là ngày 1 tháng 8, ngày 8 tháng Giêng năm 2024. Và đây có ghi là cái size rồi như thế nào đó, cái kích cỡ ra làm sao, rồi màu như thế nào. Nhưng mà không có ghi, thấy ghi là giá tiền nha quý vị. Không có ghi giá tiền, không thấy là in bao nhiêu. Và theo cái kiểu là in tiếng Việt rồi tiếng Anh. Đây là tiếng Anh đây. Còn ở đây là version tiếng Việt đây quý vị. Đó, vào cửa miễn phí hội chợ Tết gì đó. Và rất nhiều các cái tờ flyer khác về hội chợ Tết, về cái gì đó cũng do là gì, DTN Tech này họ làm. Và đây là một cái công ty in ấn. Cái công ty in ấn này lại được bà Michelle Steele là giao cho để mà cung cấp thực phẩm, thức ăn. Chính vì vậy mà báo chí ở tại Hoa Kỳ người ta đặt ra cái câu hỏi là cái việc làm như thế này đó, nó dựa trên các cái tiêu chí nào? Một cái công ty in ấn chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm gì về vấn đề mà cung cấp thức ăn, về vấn đề mà phân phối, hay là cũng không có một cái chức năng đó quý vị. Giống như ở trong Việt Nam chúng ta thường hay nói rằng một cái doanh nghiệp nó không hoạt động không đúng chức năng. Cho nên là đây là cái điều mà nó sai luật, mà ngay tại Hoa Kỳ nữa, một cái xứ sở mà lúc nào cũng nói là trọng pháp, lúc nào cũng nói là chặt chẽ. Nhưng mà cuối cùng thì họ leo lề, họ đưa cho một cái công ty khác, công ty không có đầy đủ các cái năng lực, không có chứng minh được là mình có một cái kinh nghiệm liên quan cái lĩnh vực đó, nhưng mà lại được giao trúng thầu. Đây cái là dạng như chỉ định thầu, có giống như các cái vụ án ở trong Việt Nam mà bị phanh phui không quý vị? Những cái việc mà tham nhũng, tham ô, thối nát các cái quan lại, những cái bọn mà tham quan vô lại đâu, thì ở đây có phải là tham quan vô lại hay không? Có phải là việc làm trái các cái quy định hay không? Có phải là xem thường pháp luật hay không? Và đẩy các cái cơ hội làm ăn đó, có thể xin lợi đó cho các cái doanh nghiệp hay là cho các cái công ty, cho các cái cơ sở mà gọi là sân sau của mình, thân hữu của mình hay không? Bởi vì người ta thấy rằng DTN Tech này là mối làm ăn, hay nói đúng hơn là nơi mà cung cấp, mà in ấn các cái sản phẩm về vấn đề mà vận động tranh cử cho bà Michelle Steele. Đặc biệt là những cái tờ rơi, những cái tờ flyer, những cái tờ mà chuyên môn đi tấn công những cái đối thủ của mình, tấn công vào Derek Trần, tấn công vào các cái đối thủ khác. Ngay cả ông Anduido cũng vậy. Và chính vì vậy thì có phải là thân tính hay không? Và có phải là công cụ hay không?
Và việc để giao cho một cái hợp đồng béo bở 1,2 triệu có phải là một cách lại quả, một cách biết ơn hay là một cách mà phối hợp nhịp nhàng với nhau để mà lấy cái tiền của quốc gia? Mà lấy tiền quốc gia là chi như thế nào, chi có đúng hay không, đó lại là một vấn đề. Người ta thấy là 1,2 triệu đó để mà phân phối các cái phần thức ăn lên tới gần 50.000 các cái phần ăn, với cái cách tính là khoảng 24 Mỹ Kim trong một phần ăn. Vào trong cái thời điểm Covid-19 á, năm 2019, năm 2020, cái mặt bằng giá cả của các cái phần ăn ở tại cái vùng Lý Đô Sài Gòn không có cao, chỉ có 7-8 đồng thôi. Và chứng minh được đó là trong quận Cam, ngoại trừ cái khu vực mà bà Michelle Siêu và ông Andrew Đỗ, thì ba cái khu vực còn lại, cũng trong quận Cam người ta có 5 khu vực tất cả, mỗi khu vực được rót về là 1,2 triệu Mỹ Kim. Kể cả ba cái khu vực khác thì người ta tính giá chỉ có từ 7 đồng rưỡi cho đến 11 Mỹ Kim cho một phần ăn. Mà một phần ăn cũng có đầy đủ chất và phần ăn đó cũng được gửi tới tận nhà cho những cái đối tượng cần thiết. Đó là những người già, những người bệnh tật, những cái người khuyết tật. Và trong khi đó thì bà Michelle Siêu đã tính cái giá 24 Mỹ Kim cho một phần ăn. Bà ta tính cái giá cao nhất trong tất cả các cái quận hạt, trong tất cả các cái địa hạt. Cao hơn luôn của ông Andrew Đỗ. Andrew Đỗ ở địa hạt 1 trong cái thời điểm đó được giao cho một cái công ty VAS. Công ty VAS thì tính là khoảng 10-17 Mỹ Kim. Và công ty VAS thì hơn bà Michelle Steele là có chuyển những cái thức ăn đó, bưng những cái thức ăn đó đến cho một số người. Và dĩ nhiên là công ty VAS, cái tổ chức VAS á, cũng đã bị đánh giá rồi là không có cái giải trình, không có các cái chứng từ để mà chứng minh. Cái trong khi đó bà Michelle Steele thì sao? Đến ngày hôm nay cái DTN Tech và bà Michelle Steele khi mà được hỏi tới cũng không có đầy đủ các cái giải trình, không có những cái sự liệt kê, không có các cái hóa đơn chứng từ. Hay nói đúng hơn, theo cái từ ngữ ở trong Việt Nam trong bây giờ mà rất là nổi cộm, đó là cái từ sao kê. Không có một bản sao kê quý vị. Những cái điều này mà khi mà nói về ở trong nước đó, chúng ta thấy rằng nghe rất là buồn cười. Buồn cười là ở tại Hoa Kỳ, ủa sao ngộ vậy, sử dụng tiền ngân sách quốc gia nó dễ dàng như vậy sao? Cứ lấy tiền hàng triệu bạc ra để mà cung, nói là tôi lo cho dân nghèo, tôi bố thí người này, tôi cho phần ăn người kia, tôi mua khẩu trang cho người nọ. Tôi xây tượng đài, xây đại một cái bức tường mà coi như là mèo mửa lên thì cũng có thể nói rằng là đó là một cái công trình mà khi mà ta kêu quyết toán thì không có quyết toán gì cả. Đây là cách làm mà một số các cái tổ chức mà hay quyên tiền gây quỹ trong cái cộng đồng, ngay cả cộng đồng người Việt cũng bị nữa. Gây quỹ xây tượng đài này, xây công trình nọ, rồi làm cái vấn đề này, chương trình kia, tổ chức sự kiện nọ, đủ thứ hết. Rồi gây quỹ làm từ thiện các thứ mà khi mà người ta yêu cầu quyết toán không quyết toán được. Yêu cầu sao kê không sao kê được. Bà Michelle Siêu cũng rơi vào cái trường hợp y như vậy. Khi hỏi những cái phần ăn có cái gì thì họ trả lời rất là bâng quơ. Cứ nói là có thế này, có tinh bột, có coi như là thức ăn tráng miệng, rồi có các thứ. Nhưng mà ai không biết những cái phần ăn nào lại không có những cái phần như vậy. Không có tinh bột, không có thịt cá, không có protein. Thì đây là cái điều mà cho thấy rằng đó, ở Mỹ đầy có khuất tất. Và bà Michelle Siêu đã trở thành một cái tâm điểm chú ý, và người ta nói có phải đây là một cái nghi án tham nhũng hay không? Có nghi án lợi dụng chức vụ quyền hạn hay không? Cái nghi án về một cái sự kết nối và là một cái tổ chức giống như là ông Andrew Đỗ mà người ta đã nhận tội về cái tội là âm mưu, hay nói đúng hơn là có tổ chức, gọi là biển thủ công quỹ nhà nước, biển thủ công quỹ quốc gia. Biển thủ công quỹ là những cái tiền thế của những người dân đóng góp, ăn trên đầu trên cổ của người dân của Hoa Kỳ. Và những cái phần ăn đó có được đưa đúng cho các đối tượng hay không, và đưa được bao nhiêu người, bởi vì không có quyết toán, bây giờ người ta cũng không biết là bao nhiêu người. Không có sổ sách, không có chứng minh cho ông A, bà B, cho người nào. Do đó thì bà Michelle Steele đã trở thành là một cái tâm điểm chú ý của, có thể nói rằng trong mấy ngày vừa qua. Bây giờ thì đi vào trong cái cuộc tranh cử lần này. Và chúng ta thấy rằng đó,
bà Michelle Steele khi mà bị báo chí ở tại Hoa Kỳ yêu cầu để mà có một cái cuộc phỏng vấn, thậm chí là cuộc phỏng vấn sắp xếp từ trước rồi. Nhưng mà bà Michelle Steele cuối cùng thì sao? Bỏ chạy hết. Cuối cùng là coi như là khước từ hết. Cuối cùng là hủy bỏ các cái cuộc phỏng vấn, đặc biệt là cái cuộc phỏng vấn đối với chương trình Đài Fox 11 trong lúc mà đang tranh cử đó, của bà ta đang bị chón ván vì những cái vụ vê bối COVID-19 quý vị. Đây là một cái bài báo mà người ta đã nói rất là rõ như thế này. Bà Michelle Steele đó coi như đã bỏ chạy nha quý vị. Không có chịu trả lời phỏng vấn. Bởi vì sao? Trả lời phỏng vấn thì biết thế nào đó. Những cái người mà phóng viên đó, người ta sẽ hỏi về cái vụ bày hay này, cái vụ bê bối này, hỏi về một cái nghi án tham nhũng như thế này. Và chúng ta đã nhớ cách đây không lâu, khi mà trong cái vụ của ông Andy Đỗ cũng vậy, cũng từ là những cái bài báo đầu tiên họ phanh phui, họ đặt ra cái nghi vấn và họ cho biết là cái cách làm rồi chuyển cho một cái tổ chức gọi là FAST. Thì cũng đầu tiên như vậy thôi. Nhưng mà đối với những người mà am hiểu pháp luật thì họ nhìn qua là họ biết rồi quý vị. Hoặc là những người đã từng làm về sổ sách, về kế toán, về các cái hoạt động tài chính ở tại Hoa Kỳ thì người ta cũng thừa biết. Nhìn qua là không thể chấp nhận được mà không có giấy tờ, không có sao kê nữa. Ngay cả mình nhận tiền của người thân, của gia đình hay là một cái công ty, một cái doanh nghiệp bình thường cũng phải có sổ sách chứ. Có kế toán, rồi đây là tiền của quốc gia, tiền thuế của người dân, 1-2 triệu rót đại cho cái sân sau. Người ta có thể nói là sân sau thôi, bây giờ chạy sao được mà gọi là không sân sau. Bởi vì cái doanh nghiệp đó là doanh nghiệp ủng hộ mình, giúp đỡ mình, in ấn các cái tài liệu. Đặc biệt là những cái tài liệu để mà tấn công, trấn áp các cái đối thủ. Những cái tài liệu là mình đã, những cái công ty chuyên môn giúp sức để mà trở thành một cái công cụ, một cái mũi nhọn tiên phong để mà tấn công Đại Đức Trần chẳng hạn. Hoặc là những cái đối thủ khác. Thì đó là cái điều mà rất là đặc biệt quý vị thấy. Thì nó giúp sức rất là nhiều cho những cái cuộc tranh cử cho bà Michelle Steele. Và người ta nói rằng có khi là đặt hàng, có khi là đặt hàng họ trả tiền họ thì họ làm, nhưng không phải như vậy đâu. Họ có giúp sức nhiều thứ lắm. Có tính tiền, có đúng hay không, và mắc rẻ như thế nào, và lấy tiền của quỹ tranh cử làm sao, và cái việc mà lại quả, những cái việc mà biết ơn cho nhau thì như thế nào. Và có thể nói rằng cái bài báo mà được viết ở trên cái trang tin mà gọi là LAX á, thuộc đài NPR, có thể nói đây là cái vụ bê bối rất lớn, một cái bê bối mà nhiều báo chí họ dùng cái từ là bà Michelle đã tuồn 1,2 triệu Mỹ Kim, tiền thuế của người Mỹ, để dành cho một cái chương trình là cung cấp các phần ăn cho những người cao niên và những người mà khuyết tật, để mà đưa vào túi của một cái công ty DTN Tech, để cuối cùng đó, rồi một cái nhà ăn và coi như là có những cái bài báo xác định rằng là đây là một cái công ty, là một cái gọi là đồng minh chính trị của bà Michelle Steele. Gọi thẳng như vậy luôn. Và không hề có một chút kinh nghiệm nào về cái vấn đề quản trị các cái chương trình tài trợ của liên bang như thế này cả. Và khi mà hỏi rằng là cái cách mà để mà quyết toán các thứ của công ty này, họ trả lời của họ cũng không biết luôn. Họ cũng mờ mờ luôn. Họ cũng không rõ luôn. Đó là một cái điều rất là buồn cười. Và cho nên người ta mới thấy được rằng cái cách làm, cái thủ đoạn của bà Michelle Steele, cái cung cách, cái kỹ thuật của bà Michelle Steele, nó cũng na ná, nó cũng giống như là cái cách làm của ông Andrew Đỗ và cái hội VAS, hội VAS. Cũng là sân sau, cũng là cung cấp thức ăn, cũng là những cái đồng minh chính trị. Để rồi những cái đồng tiền đó, bây giờ ông Andrew Đỗ phải ra tòa, cúi đầu nhận rằng là đã bị biến mất, đã bị thâm thủng, và bây giờ đồng ý phải bồi thường bằng tất cả các tài sản của mình. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó rất là kinh khủng quý vị. Những cái hồ sơ mà các cái giám sát viên như là ông Andy Đỗ, như là bà Michelle Steele, mà đã đi vào để mà can thiệp vào những cái vấn đề mà tiền bạc đó, trong cái quỹ mà COVID-19 lên rất là nhiều tiền, có thể hàng chục triệu Mỹ Kim đó.
và phải cúi đầu nhận tội thôi. Đây là cái điều mà rất là rõ ràng. Như vậy thì bà Michelle Thiel, đây có phải là một dấu hiệu mà của tội phạm hay không? Dấu hiệu của một cái sự biện thủ hay không? Và tại sao bà ta không có trả lời kể từ khi mà cái thông tin này được đưa ra? Báo chí đưa ra về cái phần 1,2 triệu Mỹ Kim là chi đầy khuất tất, đầy cái sự thiếu minh bạch. Và nó có những dấu hiệu cho thấy rằng là có cái lợi ích nhóm, có một cái sự phớt phẩy, có một sự không có rõ ràng trong vụ việc này. Chỉ cần nó một cái dĩa cơm mà 10 đồng mà nâng lên 20 đồng thôi cũng đã là chết rồi. Cái việc mà chi mà nó không có đúng, nó không tiết kiệm thôi là về mặt đạo đức cũng đã sai rồi. Và nếu một cái dân cử mà về mặt đạo đức không có, về mặt tài năng không có, về mặt quản lý tiền của ngân sách của quốc gia một cách bừa bãi và để tạo ra một cái sự lợi ích cho cái nhóm của mình thì chắc chắn là cũng sẽ bị tẩy chay thôi. Chắc chắn cũng bị những cái người cử tri người ta nhìn ra và người ta không chấp nhận để mà bầu những người như vậy. Cho nên là bà Michelle Thiel đó rất là đáng trách. Lẽ ra trong cái lúc đó có rất nhiều các cái doanh nghiệp, rất nhiều các cái cửa hàng, rất là nhiều các cái cơ sở mà tiệm ăn đó, cung cấp các thức ăn. Người ta vì Covid-19 phải đóng cửa hoặc là mở cửa một cách rất là giới hạn. Mọi người phải đứng cách nhau 6 feet. Và người ta ảnh hưởng về cái thu nhập rất nhiều. Lẽ ra những cái phần ăn như thế này phải giao cho các cái công ty đó, giao cho các cái nhà hàng đó, các cái tiệm ăn đó. Và thậm chí là còn phải giao cho rất nhiều các cái tiệm ăn nữa. Mỗi tiệm ăn có thể giao những cái phần khác nhau và cho có nhiều món khác nhau. Một cái tiệm thì có thể bán hamburger, một cái tiệm có thể bán bún, bán phở, bán những cái đồ ăn mễ gì đó để mà cung cấp cái thức ăn cho nó đa dạng hơn chứ. Tại sao lại giao cho một cái đầu mối mà một cái đầu mối không có một cái kinh nghiệm nào hết? Chúng ta thấy không? Một cách làm rất tùy tiện và rất vô ý thức và phải nói rằng vô lương tâm. Và không thể hiện một cái trình độ gì ở đây cả. Không thể hiện một cái tấm lòng mà chăm sóc những cái người dân. Để cuối cùng đó, chúng ta thấy rằng trong một cái thông cáo báo chí được đưa ra, thì theo đó thì nói rằng là biện lý của quận Cam là ông Todd Pitzer đã gọi cái cách thức tiêu xài của giám sát viên Steele và Andy Đỗ đã làm cho các chương trình bữa ăn là một lỗi lầm kinh khủng của hội đồng giám sát, đưa đến một sự thiếu giám sát không thể tin nổi và cho phép Michelle Steele lợi dụng tối đa. Vấn đề còn tệ hại hơn khi mà công ty in ấn quảng cáo không chỉ là chủ nhân hàng chục ngàn Mỹ Kim từ ban tranh cử của Michelle Steele và hàng ngàn Mỹ Kim tiền thuế từ văn phòng dân biểu của bà mà còn được những hợp đồng béo bở từ Andy Đỗ. Chúng ta thấy không? Kinh khủng thì quý vị. Đến bây giờ đó, trước đây thì cái cộng đồng này cũng đã... Đây, chúng ta thấy này. Những cái bài báo của OC nói về cái 1,2 triệu đây. Xuất phát từ cái bài báo này. Hôm ngày 1 tháng 11 năm 2024, và họ bùng nổ ra cái thông tin này là chúng ta thấy mới là khiếp đảm. Thấy rằng một cái công ty mà chuyên môn in những cái mail đó, những cái thơ, những cái tờ rơi, những cái tuyển đơn ra cho bà Michelle Steele thì lại được lãnh. Đây là cái thời cuộc mà bà Michelle Steele làm đồng viện với ông Andy Đỗ, ngồi trong cái hội đồng giám sát của quận Cam. Cái chức vụ thì cũng tương đương với nhau, mỗi người một khu vực. Ông Andy Đỗ là khu vực 1, bà này khu vực 2. Cuối cùng thì mỗi một cái khu vực được rót về 1,2 triệu để mà tự tùy nghi, để mà sử dụng cái gọi là cung cấp thức ăn cho những cái người nghèo, những cái người khó khăn trong cái lúc đó. Thì ông Andy Đỗ chẳng những là phát hiện là 1,2 triệu mà còn nhiều triệu, tức là sử dụng sai trái lên tới hàng chục triệu Mỹ Kim. Và bài báo, những cái bài báo đầu tiên nói về ông Andy Đỗ cũng là những phát hiện nhỏ thôi, sau đó thì người ta mới phanh phui ra mà lên tới 10 mấy triệu. Nhưng mà ông Andy Đỗ thì trước đây đã từng lên đài, đã từng công khai hoặc là gián tiếp đưa ra, trực tiếp hoặc là gián tiếp nói rằng là mình không có liên quan. Lúc nào cũng nói là em trả hết, để mà cuối cùng thì khi mà FBI họ đột nhập vào. Và sau đó thì
với những chứng cứ không thể chối cãi được mới cúi đầu để mà nhận tội. Còn bà Michelle Steel thì hiện giờ với những cách làm khuất tất như thế này, người ta đặt ra vấn đề rất dữ dội. Và tại sao trước cái cuộc tranh cử, báo chí muốn đặt ra những cái vấn đề với bà, những cái cuộc hội hẹn để mà phỏng vấn đã tiến hành rồi, đã đặt rồi, nhưng mà bà Michelle Steel đã không có hẹn để mà đi phỏng vấn. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng có lẽ đó nó là cái điều mà né tránh chăng, hay là thế nào đó. Đây là cái điều mà nhiều người họ muốn biết. Cái là Fox 11 đó quý vị. Cái cuộc chiến giữa bà Michelle Steel và ông Donald Trump hiện giờ đang rất nóng và nó đang được đẩy lên rất cao. Và có thể nói rằng cái cuộc vận động bầu cử lần này là bây giờ hai bên đều tuyên bố là chiến thắng luôn đó. Chưa biết là như thế nào. Nhưng mà ai cũng biết được rằng bà Michelle Steel đang nằm trong tâm điểm của những cái bê bối, của những cái rắc rối và có cái sự liên quan đến ông Donald Trump. Và cho nên đó, là trong những ngày vừa qua có những cái truyền thông hay là những cái cá nhân cũng lên mà ủng hộ cho bà Michelle Steel, nhưng mà với những cái lý luận rất yếu ớt và những cái lý luận có thể nói nó không có chặt chẽ. Và đến ngày hôm nay, và ngày hôm nay là sẽ là ngày quyết định để mà người dân ở tại California, đặc biệt là cái vùng Nam California, cái vùng Lý Đô Sài Gòn, và tiến hành bỏ phiếu và quyết định cái sinh mệnh chính trị của bà Michelle Steel. Có chấm dứt cái sinh mệnh chính trị của bà Michelle Steel hay không, để cho bà ta có đủ các thời gian và trả lời trước cơ quan pháp luật, trước cơ quan ngôn luận và trước dư luận của quần chúng, trước yêu cầu của các cử tri về những cái việc mà chi sai nguyên tắc của mình, những cái vấn đề mà người ta đặt ra có khuất tất trong cái việc mà sử dụng tiền COVID-19 hay không. Đó mới là vấn đề. Và đối với người Việt ở trong cái vùng đó, thì có lẽ ngày hôm nay là cái ngày mà mọi người cần, mà chưa có bỏ phiếu thì nên lao ra. Cứ đến các cái phòng phiếu và mình nói tên tuổi và đưa các cái giấy tờ của mình ra. Và mình có thể lấy cái lá phiếu ngay tại cái phòng để mà mình tiến hành là thực hiện cái quyền công dân. Và lần này cần phải có tiếng nói. Và chúng ta phải nói không với tham nhũng, nói không với tham ô, nói không với móc ngoặc, nói không với cái việc mà chi sân sao, hay là cái việc mà con ông cháu cha, cái việc mà đồng bọn băng đảng, hay là cái việc mà kết nối để mà tạo ra những cái việc mà nhóm lợi ích để mà hại nước hại dân, để mà nó bè đảng với nhau. Và chúng ta phải đẩy lùi luôn cái nạn gọi là sâu dân một nước. Những cái bọn mà tham quan vô lại là phải đẩy lùi thôi, không thể chấp nhận được. Những cái mầm móng á, mà khi mà chúng ta thấy chúng ta phải quay ngược lại thôi. Hoặc là yêu cầu họ phải trả lời. Tại sao họ không trả lời? Mà chưa chi họ đã cao ba xa chạy rồi. Họ né tránh rồi họ đưa, họ bỏ tiền, bỏ của gì đó ra, rồi họ mướn những cái đám mà gọi là chi qua qua nó lên, nó hét, nó hò. Một cách không có biết gì hết, một cách rất vô thức. Và nó tiếp tục nó dẫn dắt chúng ta đi vào những cái con đường là chọn sai người. Giống như trước đây, cộng đồng người Việt cũng đã từng rất là hồ hởi phấn khởi. Rất là vui vẻ, rất là vui mừng, nói là chọn được một cái người con cưng của cộng đồng. Một cái người mà đứng đắn, một người giỏi giang, một người học hành tới nơi tới chốn rồi, giống như ông Andy Đỗ. Nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay thì cả cái cộng đồng đã gục mặt như thế nào? Đã hổ thẹn như thế nào? Vì cái việc mà chọn sai, chúng ta phải hổ thẹn chứ. Hổ thẹn vì chúng ta đã chọn sai người. Và chúng ta đã thấy rằng nó có những cái khuất tất, những cái việc mà đầy nghi vấn thì không có việc gì mà tiếp tục lao vào. Lao vào mà dồn những cái lá phiếu cho những cái người đó thì chỉ có là cái gì? Mình thấy hố mà mình không né. Mình thấy vực thẳm mà mình vẫn lao vào. Đó mới là vấn đề. Và chúng tôi cũng sẽ trở lại quý vị trong cuối ngày hôm nay khi mà có thêm những cái thông tin về bầu cử đầu tiên. Và chúng tôi sẽ tiếp tục để mà tường thuật để mà quý vị hiểu hơn về cái cách bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Và cũng như là cái kết quả của cuộc bầu cử ở quận Cam lần này nó sôi nổi ra làm sao. Thì kính chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.